đại án Việt Á, à, cựu bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Long tóc bạc trắng hầu tòa. Sáng nay, ngày 3 tháng 1, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan công ty cổ phần công nghệ Việt Á, à, bộ Y tế, bộ Khoa học và Công nghệ và một số địa phương. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 20 ngày. Do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, năm kiểm sát viên được phân công đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân Hà Nội giữ quyền kiểm sát xét xử, gồm một kiểm sát viên cao cấp và bốn kiểm sát viên trung cấp. Khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, khoảng 10 xe chuyên dụng dẫn giải 38 bị cáo đến tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi bước xuống từ xe chuyên dụng, các bị cáo nhanh chóng được đưa vào phòng xét xử. Trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và một số địa phương, các bị cáo bị truy tố về 6 tội danh khác nhau. Trong đó, hai người bị truy tố cùng lúc hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu của nghiêm trọng gồm Phan Quốc Việt Tổng Giám đốc, Vũ Đình Hiệp Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Bị cáo Chu Ngọc Anh cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, được hai cảnh sát áp giải vào phòng xử. Với cáo buộc gây thất thoát gần 19 tỷ đồng, ông Chu Ngọc Anh bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế với mái tóc bạc trắng được dẫn giải đến tòa. Ông Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu USD tương đương khoảng 51 tỷ đồng. Bị cáo Phan Quốc Việt, chủ mưu vụ án bị cảnh sát dẫn giải tới tòa sáng ngày mùng 3 tháng 1. Trước đó một tuần, ông chủ Việt Á bị tòa án quân sự thủ đô tuyên 25 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án liên quan sai phạm tại Học viện Quân y. Trong phiên tòa này, hơn 70 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho những cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó, Phan Quốc Việt có 4 luật sư bảo chữa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có 4 luật sư bảo chữa, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh có 1 luật sư bảo chữa.